Xin chào các bạn. Đây là một mảnh vườn nhỏ được mình thiết kế để trồng trên sân thượng. Trồng được rất nhiều loại cây. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn là mình trồng cây cherry Brazil phù hợp với khí hậu nhiệt đới. Thì với khí hậu ở Việt Nam mình là trồng rất là phù hợp. Thì mình trồng được hơn một năm thì cây cherry của mình nó đã ra quả. Thì đến bây giờ mình sẽ cho các bạn xem quả cherry nó sẽ to như thế nào. Thì đây mình cũng có một trồng một cây cherry nhưng mà chưa ra quả. Thì cây này mới trồng được một năm. Với điều kiện là cây này mình trồng ở trong bán mái thì thiếu nắng thì nó sẽ ra quả sẽ chậm hơn. Đối với những cây mà trồng được ở chỗ nhiều nắng. Nhưng do cái diện tích trồng trên sân thượng của mình nó hơi nhỏ. Nên mình không đủ chỗ để cho cả hai cây cherry ra ngoài trời nắng. Nên đành phải để một cây ở trong chỗ có mái che và một cây ở ngoài trời nắng. Thì cây ngoài trời nắng đã ra quả. Đây, đây là cái cây cherry được trồng ngoài trời nắng đấy các bạn. Các cái đọt của nó ra có màu đỏ nhé các bạn. Đây và trái của nó đã chín rồi đây các bạn. Rất là to. Trái này to bằng ngón tay cái đấy các bạn. Đây bên này có hai trái chín đây. Mà mình cũng đã ăn thử rồi, vị của nó cũng rất là thơm ngon, cũng gần giống vị quả cherry của Mỹ. Cherry của Mỹ thì ở khí hậu nhiệt đới mình không trồng được, nhưng mà người ta có nhập khẩu cái loại cherry đấy về bán ở bên Việt Nam thì mình cũng có ăn thử cherry Mỹ, thì mình thấy cái hương vị của cherry Brazil này nó cũng gần giống với cherry Mỹ nhé các bạn. Thế nhưng mà cherry Brazil này thì là nó sẽ có nhiều hạt hơn. Những cái quả to như này là sẽ có những quả có tới 3 hạt. Có quả thì có 2 hạt. Quả nhỏ thì có 1 hạt. Quả vừa vừa ấy là sẽ có 2 hạt. Mà quả to sẽ có tầm 3 hạt. Mà cherry Brazil ấy, trồng ở khí hậu ở miền Bắc Việt Nam đây đã ra quả. Đấy, những quả chín trông cũng rất là đẹp các bạn. Mà cái giống cherry Brazil này thì từ lúc nó ra hoa đến lúc đậu quả và quả chín thì chỉ có trong vòng có gần 2 tháng nhé các bạn. Là từ khi ra hoa đến lúc đậu đến lúc quả nó chín như này là chỉ có gần 2 tháng thôi. Khoảng tháng rưỡi. Nên là thời gian cho thu hoạch rất là nhanh. Thế mình cũng đây là cây của mình mới bói lần đầu tiên. Thì mình cũng không biết là nó có cho ra quả quanh năm không. Đấy thì hôm nay mình review cho các bạn xem cây cherry Brazil được trồng ở Việt Nam đã ra quả.
với khí hậu Việt Nam là phát triển tốt và sẽ ra quả bình thường. Đấy, nếu các bạn thấy thích trồng cái cây cherry này thì có thể đặt mua ở trên mạng. Đây mấy cây cherry nhà mình là cũng đặt mua ở trên mạng và bây giờ đều ra quả. Đấy, và đến đây mình xin tạm dừng video. Các bạn xem thấy hay có hữu ích nhớ like và chia sẻ. Bạn nào chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh để nhận được những video sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.